Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện hết sức bi thảm xảy ra đúng vào đêm 30 Tết ở trong trại tù cải tạo cộng sản. Và dù cách đây đã 47 năm mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Vô cùng thương tiếc, người bạn tù Bùi Băng Bim đã nằm xuống ở lòng hồ sông Mực. Các anh ra đi lần này để giải phóng lòng hồ sông Mực, rồi lòng hồ sông Mực sẽ giải phóng các anh đã trên bốn thập kỷ cứ mỗi lần sắp tết là tôi lại nhớ đến lời nói đểu cán độc ác này của tên cán bộ miền bắc đã vắt hết sức lực cạn kiệt của anh em tù cải tạo những ngày tháng lao động khổ sai đói rét kinh hoàng đã biến thân xác con người gần như thành loài thú hoang dã lòng hồ sông mực một địa danh thật đúng như tên gọi khu rừng già sâu hun hút gồm toàn các loại gỗ quý, đa số là lim và tre nứa, mọc đầy rẫy dọc theo khe suối nước vàng chạch phủ ngập lá khô. Ngày cũng như đêm, chỉ nghe tiếng vườn hú từng đàn gọi nhau, mà tôi tin chắc rằng chưa bao giờ có người đặt chân tới nơi đây. Và chúng tôi, những người tù cái gọi là cải tạo, có nhiệm vụ phải sang bằng thành những ngọn đồi trọc, không biết mục đích để làm gì nhưng trước mắt là khai thác các loại gỗ quý. Gốc cây hạ xuống không được cao quá 10 phân, vân vân. Chuẩn úy Bùi Măng Bim, một sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, có lẽ vừa mới ra trường Thủ Đức, vì trong bạn còn dáng dấp rất là thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành và rất trẻ. Lúc bây giờ chỉ khoảng 24 tuổi, và tôi không thể nào tin được bạn ấy đã suy nghĩ và đi đến một quyết định hết sức bi thương. Tự chọn cho mình một lối thoát bằng cái chết, chứ không chịu khuất phục. Bim đã chuẩn bị chu đáo và đợi đúng vào chiều 30 Tết để ra đi. Đúng là anh hùng tử, khí hùng bất tử. Một cái chết nói lên tội ác của Cộng sản và chí khí bất khuất của người lính miền Nam. Phải được ghi dấu lại nghìn đời sau. Đó là lý do tôi viết hồi ký này. Miền Bắc lúc đó đang vào cuối mùa đông, vô cùng giá rét. Một buổi chiều trời u ám, nhưng không biết là mấy giờ. Gió lạnh lắm, lại đang mưa lâm râm. Nơi chốn rừng sâu, từng dãy nhà lợp nứa đơn sơ, treo leo. Anh em tù cải tạo đang xung xoe gói nấu bánh chưng. Tiêu chuẩn một người một cái khẩu phần cơm bo bo của tổ bưng từ nhà bếp lên đã được chia ra cho từng người nhưng không thấy bim đâu hết anh em trong tổ cứ ngỡ bạn đi qua láng khác chơi đâu đó vì là chiều 30 Tết trại cho về sớm và sáng ngày mai mùng 1 toàn trại được nghỉ nên không ai bận tâm chi về sự vắng mặt của bim cho đến khi trời đã chập choạng tối thì có một cán bộ trên đoàn xuống và kêu người đi gánh xác Bim. Nghe xong, anh em ai cũng sửng sốt, đứng chết lặng. Bạn ấy đã cắt đứt một đoạn dây điện thoại liên lạc giữa trại và đoàn, rồi tự treo cổ trên một nhành của thân cây cao lớn nhất. Cao đến hơn năm thước, cách khá xa khu trại, và trước lúc ra đi, Bim đã thay cho mình một bộ quần áo tù sọc đỏ lành lặng nhất để dành mặt vào giờ phút lìa trần. Xác bim sau đó được chôn ngay trong đêm mà tôi không muốn sử dụng từ mai táng. Các bạn chắc cũng hiểu. Giả như có được một cây nhang để thắp lên thì cảnh tượng cũng đỡ bớt đau lòng. Cho tới quá nửa khuya mới hoàn tất. Lúc bây giờ tôi ở xác khối của bim, không cùng tổ lao động, chưa một lần nói chuyện, nhưng ngày nào cũng thấy hình bóng. Thật quá nhớ thương. Và hôm nay, tôi chỉ cố gắng thuật lại tỉ mỉ từng chi tiết theo lời kể của một bạn tù kề cận của Bim. Chôn cất Bim là một trong số gần 20 người tù đã lo việc chôn cất người bạn tù xấu số, bất hạnh đầy khí tiết anh hùng của một sĩ quan trẻ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng mong ai đó là người trong cuộc biết thêm điều gì, xin bộ túc góp ý. Lệnh qua đoàn đưa ra là phải giải quyết chôn cất thi hài ngay trong đêm. Và trại hứa hẹn, số anh em làm công việc này, sau khi hoàn tất sẽ được bồi dưỡng mỗi người ba lạng gạo. Hôm đó một nửa đội tiếp tục gói nấu bánh chưng ăn Tết, nửa kia lo cho bim. Anh em phân công, nhóm cấp tốc xẻ gỗ đóng hòm, nhóm đi gánh xác về trại, nhóm tìm nơi cao khô ráo để đào huyệt mộ do bim đã chọn thân cây to và cao nhất để tự treo cổ nên cây nằm khuất sâu và lại dĩ nhiên là không ở trên đường mòn nên anh em rất vất vả phải phát luỗng chém cây con và cây dây leo chằng chịt bằng lưỡi dao dài như kiếm để mở đường địa thế hiểm trở không thể leo bò ra để mở dây nên anh em quyết định chặt nhánh nhưng mới bộ máy nhát thì sợi dây điện thoại bị đứt bung xác bim rơi nằm ngửa, lưỡi thè ra trông rất thảm. Sau đó xác được cuốn trong một chiếc mền đỏ Trung Quốc, cột bó lại, gánh về trại. Và trong lúc chờ đợi đóng sông hòm, một toán khác chạy nứa làm đuốc. Một đám ma vô tiền khoáng hậu đã diễn ra vào đêm 30 Tết. Trời tối đen, đoàn người lầm lũi, đi trong bóng đêm giữa cơn mưa lâm râm. Và gió rít lẫn tiếng côn trùng, tiếng vượng hú xác người chết không được nằm trong hòm mà chỉ được bó lại gánh đi đằng trước. Tiếp theo sau là chiếc hòm trống. Nắp hòm cũng được gánh riêng vì gỗ tươi lại chắc nên quá nặng. Bao nhiêu tư trang của người tù bùi băng bim cũng được gánh theo dùng để liệm thân xác. Đoàn người đồng phục áo tù màu xanh đậm có cái sọc trắng chạy dài sau lưng, nhấp nhô dưới ánh đuốc làm bằng cây nứa. Không ai hẹn ai mà trên đầu mỗi người đều đổ chiếc mũ chóp màu bằng bao cát cuộn lại để chống rét. Tiếng côn trùng ỉ ôi như điệu nhạc của loài yêu quái tiện đưa linh hồn. Khuôn mặt vô cảm, đội nón cối của hai vệ binh. Một tên đi trước, tên đi sau, tay vẫn lâm le khẩu súng AK, chóc chóc lại hối thúc. Toán người đào huyệt trên đồi đã nhen một bếp lửa khá lớn. Vừa để sưởi vừa để tạo ánh sáng dẫn đường, Toán người gánh hòm, gánh xác cứ thế nhắm tới. Có một người trong toán ví von so sánh tác phẩm của một nhà văn nào đó. Tạ cảnh đốm lửa hy vọng giữa biển khơi. Nhưng đây là ánh sáng của vô vọng. Đốm lửa giận hồn ma còn nằm trên đất. Chiếc hòm đặt xuống huyệt được lót chăn. Sau đó thân người không còn sống nằm lên trên gói lại cho đỡ lạnh. Rồi bao nhiêu thứ tư trang của người tù. Chăn màng hôi hám, quần áo rách bươm được nhét đầy. Nắp hòm được đóng lại bằng những cây đinh không biết có đủ dài. Khung cảnh thật buồn thê lương, nhưng xem ra vẫn còn an ủi. Được đồng đội chiến hữu một thời, đứng vòng quanh tiễn biệt. Cứ nghĩ về trận Tết Mậu Thân năm xưa, tội ác tày trời còn gấp bội phần, mà an ủi vong lên bạn. Trở về láng trại, đúng là cán bộ nhân đạo thiệt, đã giữ lời hứa mỗi người được bồi dưỡng một tô cơm B-52 khá đầy. Dù buồn đến ảo não và chỉ ăn với một chút mắm kho muối nhưng vẫn rất ngon. Có người còn thốt lên pha trò. Tàu cảm ơn mi Bim ơi. Lời cảm ơn bao hàm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghe mà nước mắt nuốt vô trong. Sáng hôm sau dù là ngày mùng 1 Tết, đúng ra anh em được nghỉ thoải mái gọi là vui xuân nhưng trại cũng nóng lòng Tập hợp anh em tù lại Có cán bộ đoàn ở trên xuống Đã thông tư tưởng Rồi từng miếng xà phòng vụn Điếu thuốc, gói cà phê, vân vân Không biết lượm đâu vớt xuống bàn, lên án anh Bim Không chịu cải tạo Luyến tiếc tàn dư nếp sống xa hoa Thậm chí trộm cắp của bạn Rồi xấu hổ, đi đến tự tử Vân vân Đúng là luận điệu cách mạng cộng sản Tôi còn nhớ rõ lời của tên này nói. Một cái chết thật tội lỗi, đáng nguyền rủa. Dù vậy, cách mạng vẫn khoan dung, được cấp cho cái hòn bằng gỗ da thơm phức. Chỉ còn biết lắc đầu, bó tay. Ký bút, lê phiếu. Xin nói thêm cũng là tù cải tạo. Nhưng ở Huế thuộc chính sách Bình Trị Thiên, nên rất đặc biệt. Tất cả các sĩ quan từ cấp chuẩn ý kể cả trung đội trưởng nghĩa quân, nhân dân tự vệ, sinh viên sĩ quan đều bị tập trung và đa số đều bị giam giữ trên 5 năm. Bởi vậy được đi diện o ở Huế là đông nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Ngọc Phương xin kính chào.